vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đã và đang tiến hành các phiên chất vấn các thành viên chính phủ, xoay quanh nhiều nội dung từ công tác chỉ đạo, điều hành của chính phủ tới các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế được Quốc hội đặc biệt quan tâm. Đây cũng là điều được cử tri quan tâm bởi mục tiêu kép là phù hợp với hoàn cảnh thực tại của đất nước, ghi nhận ý kiến cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của chính phủ, trong 10 tháng qua, mặc dù gặp những khó khăn rất lớn do tác động của đại dịch COVID-19, cả nước vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2020 được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được củng cố. Ảnh hưởng của đại dịch là quá rõ, nhưng nhìn tổng thể, nền kinh tế được giữ vững, đem đến sự an tâm cho người dân trong tình hình còn phải chung sống lâu dài với dịch bệnh. Chính phủ Việt Nam là hàng đầu trên thế giới về việc phòng chống dịch. Việc mà phát triển kinh tế theo chiều hướng là dương 2 đến 2,5% GDP thì tôi cho đây là một điều quá tuyệt vời. Xác định mục tiêu kép, quyết tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, chính phủ đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch, nhưng đồng thời tạo mọi thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, phục hồi kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Chính phủ Việt Nam cũng đã có một cái sự kiên quyết và mạnh mẽ trong chính sách là điều hành và quản lý để ngăn chặn ngay cái dịch Covid. Ngay trong đợt 2 thì chúng ta đã thấy là giữa hai đợt 1 và 2 có thấy một cái sự thay đổi rõ rệt trong việc điều chỉnh về chính sách. Đối với ngành du lịch trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi đã nhận thấy được mà một sự ổn định trong tâm lý của du khách. Và khi mà nhà đầu tư người ta cảm thấy xã hội ổn định, kinh tế sẽ phát triển thì người ta mới yên tâm, người ta bỏ tiền ra, người ta được đầu tư được. Và hiện tại tâm lý của các nhà đầu tư trong thời gian vừa qua rất là tốt và có niềm tin vào chính phủ. Các biện pháp chính sách kịp thời hợp lý của chính phủ được xem là sự đồng hành ý nghĩa cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Từng doanh nghiệp hồi phục, cả nền kinh tế cũng sẽ hồi phục và phát triển ổn định trở lại. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tối qua Ban công tác Mặt trận khu phố 14, phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Ban công tác Mặt trận khu phố đã động viên bà con đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, khu phố không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020. Tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của nhân dân trong khu phố ngày càng được thắt chặt. Đây cũng là một trong những khu dân cư tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. Nhân dân hưởng ứng các phong trào không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tích cực đóng góp hướng về đồng bào miền Trung. Nhiều tập thể và cá nhân thực hiện phong trào tại địa phương đã được tuyên dương khen thưởng. Nhiều phần quà ý nghĩa cũng được trao cho các hộ khó khăn và những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Phong trào học sinh ba rèn luyện được Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2012, tuyên dương học sinh hàng năm. Ba rèn luyện bao gồm rèn luyện đạo đức, tác phong, rèn luyện tay nghề, rèn luyện kỹ năng thể lực. Qua 8 năm thực hiện, phong trào đã thể hiện vai trò quan trọng, góp phần vào quá trình hình thành nguồn nhân lực có tay nghề cao cho thành phố. Tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội học sinh ba rèn luyện và tuyên dương gương học sinh ba rèn luyện năm 2020. Năm nay, từ 109 hồ sơ đề cử, Hội đồng xét chọn danh hiệu cấp thành phố đã chọn ra 70 học sinh tiêu biểu thuộc các trường trung cấp, hệ trung cấp của trường cao đẳng để tuyên dương. Trong đó, một học sinh đạt danh hiệu 3 năm liền, 7 học sinh đạt danh hiệu 2 năm liền, 20 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi tay nghề của thành phố. Điểm chung của các gương điển hình là đều có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động trường lớp, đặc biệt là các hoạt động về hội nhập, sáng tạo và thi tay nghề.
Thành tích của các gương điển hình không chỉ khẳng định sự nỗ lực cố gắng của bản thân mỗi học sinh, mà còn khẳng định chất lượng đào tạo dạy nghề nói chung và chất lượng công tác đoàn của các trường cao đẳng trung cấp nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra hội thảo tư vấn tâm lý, bạn và nghề và hội thao học sinh trung cấp Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2020 với các môn thi đấu bóng đá, kéo co, bóng chuyền, cờ vua, trò chơi vận động thu hút đông đảo học sinh trung cấp tham gia. Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11, quận đoàn và phòng tư pháp quận 3 phối hợp tổ chức ngày hội pháp luật năm 2020 với sự tham dự của gần 1.000 đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn quận. Với chủ đề quận 3 chung tay nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú như chương trình sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật, tập huấn kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách và lái xe an toàn. Ban tổ chức chương trình cũng đã tặng 26 phần quà cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các gian hàng trò chơi tìm hiểu về pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí. Tại ngày hội, các cơ sở đoàn trên địa bàn quận 3 cũng đăng ký thực hiện cam kết đảm bảo an toàn giao thông, không vi phạm luật giao thông đường bộ, không sử dụng ma túy, giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch. Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh và đa dạng công tác giáo dục truyền thống, tăng cường nhận thức, sự hiểu biết luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, qua đó góp phần tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ từ cán bộ đảng viên đến mọi tầng lớp nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác không ở đâu xa mà ngay từ những việc làm nhỏ mang lại ý nghĩa cho người dân, cho xã hội. San sẻ những khó khăn vất vả trong đời sống đối với những người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động thiết thực đã và luôn được một người cựu chiến binh tại quận Thủ Đức thực hiện suốt nhiều năm qua. Ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, nhiều người dân vẫn tỏ lòng cảm mến khi nhắc đến ông Huỳnh Văn Vũ, một người thương binh giàu lòng nhân ái. Ông luôn là điểm tựa giúp những mảnh đời khó khăn, cư mang nhiều số phận bất hạnh. Có 6 hộ gia đình trong khu phố được ông trợ cấp tiền và gạo đều đặn hàng tháng. Hàng tháng vẫn là đi hoạt động để mà hỗ trợ đó cho mỗi hộ, là có như là thậm chí nhiều hộ nhà tôi là 1 triệu đồng, tùy theo. Có lúc thì 500, có lúc 700, có lúc 1 triệu là tùy theo cái hỗ trợ, cũng để mà giúp cho gia đình nghèo khó khăn, có con em nó bị ung thư máu đó. Thành ra tôi rất là biết ơn. Là thương binh nhưng với tinh thần học Bác, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông Vũ không ngừng quan tâm đến những người nghèo khó. Chỉ riêng trong đại dịch COVID-19 vừa qua, ông đã trao tặng 500 ký gạo, 500 chai dầu ăn, 500 chai nước tương cho các hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Những vất vả trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh được xoa dịu bởi sự yêu thương sẻ chia với cộng đồng. Mình thấy còn nhiều cái bà con mà nó khó khăn này thôi, chứ một cái tinh thần chia sẻ giúp đỡ bà con hàng tháng. Thì số tiền nó mặc dù nó không nhiều nhưng đây cũng là với tấm lòng thôi, tấm lòng để chia sẻ. Hàng tháng thì vận động chỗ các cái mạnh quân, trong đó có Bác Vũ, trưởng khu phố. Thì mỗi tháng, hàng tháng thì Bác Vũ vẫn hỗ trợ đều mấy năm nay á, chăm sóc hàng tháng, vận động gạo thì cho đều hết, còn như là tiền thì cũng chăm lo cho mỗi một hộ, những cái hộ khó khăn đặc biệt. Dù đã lớn tuổi nhưng ông Vũ vẫn miệt mài tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ không ít cảnh đời gặp khó khăn trong xã hội. Từ những việc làm nhỏ góp thành ý nghĩa lớn, ông chính là hình ảnh đẹp giữa đời thường về tinh thần nhân văn sâu sắc, nghĩa tình. Trong thời gian qua, các tỉnh thành trên địa bàn miền Trung liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chỉ trong tháng 10 đã có gần 10 vụ sạt lở được ghi nhận tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Theo các chuyên gia, những vụ sạt lở như thế này gần như là không thể dự đoán trước được chính xác vị trí và thời điểm xảy ra.
hàng chục vụ sạt lở khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích. Nhiều tuyến đường bị chia cắt khiến các khu dân cư bị cô lập. Theo ghi nhận của các chuyên gia, các vụ sạt lở đều có dạng trượt chảy và một trong những tác nhân kích thích dạng sạt lở này là mưa lớn kéo dài. Thực tế, tổng lượng mưa đo được tại địa điểm xảy ra sạt lở đều rất cao như trong 6 ngày tại thủy điện Rào Trăng 3. Tỉnh Thừa Thiên Huế là 1.072mm, tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, tỉnh Quảng Trị là 1.168mm trong 14 ngày và tại xã Trà Len, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam lên đến 1.231mm trong 28 ngày. Lượng mưa lớn và kéo dài như thế này là chưa từng xảy ra ở các địa phương trước đây. Trong lúc này, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết dù lũ trên các sông ở Quảng Nam đang xuống, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường trong lòng đất. Do ảnh hưởng của các đợt bão và mưa lũ kéo dài tại bờ sông Hương, sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế, tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng gia tăng, ảnh hưởng rất lớn đến đất sản xuất và nhiều khu vực dân cư. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua, tình trạng sạt lở sông Bồ, đoạn qua thôn Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền, nghiêm trọng hơn. Nhiều đoạn lấn sâu vào đất liền gần 20 mét, tiến vào sát nhà người dân, khiến nhiều hộ dân sinh sống nơi đây thấp thỏm lo âu vì đang trong mùa mưa bão. Hai trận lũ vừa rồi là đã làm cho cái nhà của bên chỗ em là bị sạt lở, bị dài 10 mét, rộng 4,7 mét, và quá trình sạt lở thì nó làm trôi hết tất cả các vật dụng ở trên cái nhà tạm đó. Gia đình là có một cái kè đá kiên cố dài 25 mét, rộng 1 mét, cao 1,5 mét. Bây giờ là cái kè đã bay đi rồi và xâm nhập vào là từ 10 mét. Tại xã Phong An, huyện Phong Điền, những đợt mưa lũ vừa qua đã làm sạt lở bờ sông Bồ với chiều dài 500 mét. Huyện Phong Điền đã huy động các lực lượng và người dân với gần 100 người tập trung gia cố tạm thời bằng cách đóng cọc tre, trải bạt và chất hàng ngàn bao cát để chống sạt lở nhằm ứng phó trong mùa mưa bão năm nay. Hai cơn lũ vừa qua thì trên địa bàn xã Phong An, dọc tuyến sông Bồ, dọc tỉnh lộ 11B đã sạt lở rất nghiêm trọng. Có một số vị trí là cách từ mép bờ vào nhà dân là hơn 10 mét và tổng chiều dài là hơn 500 mét và ảnh hưởng đến là 143 nhân khẩu, 32 hộ dân. Về mặt chính quyền địa phương thì rất mong muốn cơ quan chức năng cấp trên quan tâm đầu tư cái tuyến kè dọc sông Bồ để cho bà con là ổn định cuộc sống. Không chỉ sông Bồ, bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 100 mét. Về lâu dài, chính quyền các cấp cần đầu tư xây kè để chống sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân nơi đây. Trong đợt lũ lụt mưa bão tháng 10 vừa qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ảnh hưởng nặng nề và gây thiệt hại lớn đến tài sản, tính mạng, điều kiện sản xuất, sinh hoạt của người dân. Chia sẻ khó khăn cùng đồng bào miền Trung ruột thịt, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã tiếp tục đến thăm hỏi và trao tặng hơn 5,7 tỷ đồng cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 48 người chết, 12 người mất tích, 142 người bị thương, 40 căn nhà bị sập, hàng ngàn hecta nuôi trồng thủy hải sản, hoa màu, cây lâm nghiệp đã bị hư hỏng, hơn 57.000 con gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Thị Thắng cho biết, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng về người dân miền Trung với cả tấm lòng. Đoàn đã trao số tiền 5 tỷ 750 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và mong muốn địa phương mau chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương mà luôn luôn đồng hành cùng với tỉnh, luôn luôn chia sẻ, đồng viên cũng như hỗ trợ về vật chất, tinh thần. Một lần nữa là xin thay mặt lãnh đạo tỉnh chúng tôi xin được tri ân tình cảm bốn dị rất gắn bó của nhân dân cán bộ và chiến sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh đối với tỉnh Thừa Thiên Huế của chúng tôi. Đoàn đã đi thăm tặng quà cho 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Hỗ trợ 3 gia đình được nhận phương tiện sản xuất, mỗi gia đình được hỗ trợ 20 triệu đồng. Hỗ trợ học tập cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em được hỗ trợ 3 triệu đồng. Cùng ngày, đoàn đến thăm hỏi tặng quà trực tiếp cho 5 gia đình chiến sĩ đã hy sinh cư ngụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi gia đình 100 triệu đồng.
Ngoài ra, đoàn cũng hỗ trợ thêm gia đình đồng chí Nguyễn Văn Bình, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, số tiền 150 triệu đồng để gia đình sửa chữa nhà cửa. Hỗ trợ 50 triệu đồng cho một trường hợp nhà bị hư hỏng nặng, hỗ trợ một gia đình có người thân bị mất trong mưa lũ 10 triệu đồng, hỗ trợ 5 triệu đồng cho một gia đình có người bị thương. Mở đầu phần điểm báo sáng nay là bài viết Chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh làm luôn không thí điểm trên báo Pháp luật thành phố. Quốc hội đã có những thảo luận ban đầu về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, mở đường cho trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam này cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương phù hợp với đặc thù của mình. Thông tin về những bước chuẩn bị cuối cùng cho đề án này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội rồi đến thảo luận bước đầu của Quốc hội hai tuần trước thì cũng nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, có thể nói là rất thuận lợi vì căn cứ pháp lý cũng như cơ chế chính sách của đề án đã được luận giải rõ ràng, thuyết phục về cơ sở pháp lý, về kinh nghiệm thực tiễn. Vấn đề còn lại là thí điểm hay làm thật. Thành phố Hồ Chí Minh thì kiên trì đề nghị không thí điểm, chính phủ cũng thống nhất như vậy. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 10 thành phố lớn trên thế giới, chịu nhiều tác động bởi biến đổi khí hậu. Thời gian qua, thành phố cũng đã lồng ghép vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, công nghiệp, môi trường. Để có thể đạt được mục tiêu đề ra, các chuyên gia cho rằng, bên cạnh những nội lực hiện có, thành phố cần tăng cường hợp tác quốc tế để đón nhận những hỗ trợ về con người, công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất. Cụ thể, xây dựng lộ trình để đạt được phát thải ròng bằng không cho thành phố muộn nhất là vào năm 2050 và thiết kế các mục tiêu chuyển tiếp tham vọng hơn. Đề xuất các giải pháp để thành phố thích ứng và cải thiện khả năng chống chịu với các thiên tai do biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố hiện nay, cũng như theo các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai. Thông tin chi tiết có trong bài Giảm thiểu rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Báo Tuổi Trẻ có bài Bất công truyền hình qua mạng. Hiện nay, nhiều trang web cung cấp dịch vụ truyền hình qua mạng của nước ngoài nhanh chóng chiếm thị phần dù chưa được cấp phép tại Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh khắc nghiệt với nhau, đồng thời chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật, nhưng các dịch vụ truyền hình xuyên biên giới lại nằm ngoài vòng quản lý này. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, các quy định quản lý mới để điều chỉnh dịch vụ truyền hình xuyên biên giới cung cấp đến người sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam sẽ được trình trong quý 4 năm 2020 để chính phủ xem xét ban hành. Đây sẽ là quy định hiện đại, vừa cho phép doanh nghiệp trong nước hội nhập quốc tế, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường trong nước một cách hợp pháp. Chuyển sang các tin tức quốc tế, hơn 300 người dân tại một ngôi làng ở Nam Tamil Nadu, Ấn Độ đã tập trung ăn mừng chiến thắng của bà Kamala Harris và ứng cử viên Joe Biden. Đây là quê hương của bà Kamala và cũng là nơi tác động sâu sắc đến quan điểm chính trị và sự nghiệp của nữ phó tổng thống tương lai của nước Mỹ. Tiếng pháo nổ cùng với những tiếng hô hào cổ vũ cho chiến thắng của người con làng Tillaisen Rapuram trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Chúng tôi đều muốn gửi tới bà Kamala Harris lời chúc mừng chiến thắng chân thành nhất. Bà là phụ nữ da màu đầu tiên giành được vị trí phó tổng thống Mỹ. Ngôi làng Tillaisen Rapuram nằm cách thành phố Chennai 320 km về phía nam. Đây là nơi ông ngoại của bà Kamala Harris đã ra đời cách đây hơn một thế kỷ. Chiến thắng hôm nay của bà Kamala đã khiến quê hương được rạng danh. Chúng tôi thật sự tự hào về bà. Bà Harris sinh năm 1964 tại Oakland, California, trong gia đình có bố mẹ là người nhập cư. Mẹ bà là người nhập cư từ Ấn Độ tới Mỹ du học, còn cha bà là một giáo sư kinh tế người Mỹ gốc Jamaica. Bà Kamala trưởng thành dưới sự ảnh hưởng sâu sắc của người mẹ gốc Ấn và nền tảng tư duy từ cha mình, một người gốc Phi. Đây là điều được bà thường xuyên nhắc đến trong suốt chiến dịch tranh cử cùng ông Joe Biden. Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được cải thiện sau cuộc chiến thuế quan kéo dài. Đây là kỳ vọng được Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc Fred Gilligan đưa ra hôm qua 8 tháng 11. Theo ông Gilligan, quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã trở nên rất căng thẳng và cần phải quay trở lại với sự hợp tác. Cần phải đẩy mạnh sự công bằng trên một số lĩnh vực như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, yêu cầu chuyển giao công nghệ hay tiếp cận thị trường đúng nguyên tắc, nhưng đồng thời cũng cần phải đưa mối quan hệ trở lại một vị trí khả thi hơn. Tuy nhiên, ông Gilligan cũng thừa nhận Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều sẽ rất thận trọng khi tiến hành những thay đổi. Từ năm 2018, Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã khởi động một cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc.
Sang năm 2019, tình hình càng tồi tệ hơn khi ông Trump siết chặt kiểm soát đối với việc mua chip máy tính và các linh kiện công nghệ cao khác của Trung Quốc. Ngày 8 tháng 11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã lên đường thăm Mỹ theo lời mời của người đồng cấp Mike Pompeo nhằm thảo luận những vấn đề hai nước cùng quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa biết bà Kang Kyung-hwa có kế hoạch gặp ông Joe Biden hay những người thân cận với ông hay không. Phát biểu với báo giới trước khi lên máy bay, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa bày tỏ hy vọng chuyến đi lần này của bà tới Mỹ sẽ giúp quan hệ song phương gắn kết chặt chẽ hơn. Mặc dù chuyến đi diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi kết quả bầu cử Mỹ chưa được chính thức công bố, song Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định hai bên sẽ luôn duy trì liên lạc ở cấp bộ trưởng bất cứ khi nào có cơ hội. Dự kiến bà Kang Kyung-hwa sẽ gặp ông Pompeo vào ngày 9 tháng 11 theo giờ Mỹ nhằm tái khẳng định quan hệ đồng minh lâu dài và bền vững bằng cách duy trì đối thoại chiến lược. Ngoài ra, bà cũng dự kiến gặp một số nhân vật trong Quốc hội Mỹ và các chuyên gia nghiên cứu chính sách. Liên quan đến đại dịch COVID-19, Mỹ hiện vẫn là quốc gia có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất khi đã ghi nhận thêm gần 125.000 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 10 triệu người. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp Mỹ có hơn 100.000 ca nhiễm mới, đánh dấu nấc nghiêm trọng mới kể từ khi đại dịch bùng phát. Tổng cộng 41 bang của Mỹ đã chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh kéo dài liên tục trong suốt một tuần qua và chỉ có duy nhất bang Tennessee có số ca mắc mới giảm. Đáng chú ý là tại bang Colorado có tới 40% số ca bệnh mới đã phải nhập viện trong tuần qua, vượt mức cao đỉnh điểm hồi tháng 4. Giới chức y tế bang này ước tính đến cuối tháng 12, các cơ sở y tế ở Colorado sẽ không còn đủ giường bệnh dành cho các bệnh nhân nặng. Hiện chính quyền bang đã quyết định áp lệnh giới nghiêm từ ngày 8 tháng 11 cùng với các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhất. Giới chức y tế Mỹ dự báo số ca nhiễm mới ở nước này có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới do mùa đông sắp đến và mọi người có xu hướng tụ tập trong nhà nhiều hơn, khiến virus dễ lây lan hơn. Tổng thống Azerbaijan ngày 8 tháng 11 tuyên bố các lực lượng của nước này đã chiếm giữ thị trấn lớn thứ hai ở khu vực Nagorno-Karabakh, gọi đây là một chiến thắng chiến lược lớn. Thị trấn mà Azerbaijan gọi là Shusha, trong khi Armenia gọi là Sushi, cùng các vùng phụ cận đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong những ngày gần đây. Thị trấn này nằm trên đỉnh đồi chỉ cách thành phố chính Stepanakert của Karabakh khoảng 15 km và nằm trên trục đường chính dẫn tới Armenia. Tuy nhiên, ngay sau khi phía Azerbaijan đưa ra tuyên bố trên, Armenia khẳng định giao tranh vẫn tiếp diễn tại thị trấn này. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống và muốn sáp nhập vùng này vào Armenia. Cuối tháng 9, căng thẳng tại đây bùng phát trở lại đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy nỗ lực hòa giải các bên xung đột. Người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, các nhà đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu EU sẽ nhóm họp tại London ngày 9 tháng 11, cuộc họp nhằm thúc đẩy đối thoại để đạt được thỏa thuận về quan hệ hậu Brexit giữa hai bên. Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận những tiến bộ trong các cuộc thảo luận gần đây, nhưng các khác biệt trong hàng loạt vấn đề là rất lớn. Cả ông Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đều nhất trí duy trì các kênh tiếp xúc cá nhân, một tín hiệu cho thấy các nỗ lực chính trị đang được thúc đẩy để đảm bảo Bruxelles và London đạt được một thỏa thuận đối tác thương mại mới trước khi giai đoạn quá độ Brexit kết thúc vào ngày 31 tháng 12 tới. Trước thời hạn này, EU và Anh cần có vài tuần để thỏa thuận được cơ quan lập pháp xem xét và phê chuẩn. Quyền đánh bắt cá cùng với các quy định về việc chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp Anh và các giải quyết tranh chấp trong tương lai giữa EU với Anh là những bất đồng chính cản trở một thỏa thuận mà hai bên đang rất cần đạt được. Hiện trao đổi thương mại và dịch vụ song phương ước tính khoảng 900 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nếu không thể đi đến một thỏa thuận, cả hai bên đều sẽ chịu nhiều tổn thất do các biểu thuế xuất nhập khẩu và hạn ngạch mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tổng kết kỷ niệm 45 năm thành lập, ngày 7 tháng 11 năm 1975, 7 tháng 11 năm 2020. Sự kiện này đánh dấu hành trình 45 năm, nơi đây là điểm hẹn niềm tin của người lao động thành phố mang tên Bác. Trải qua 45 năm với nhiều lần thay tên từ câu lạc bộ lao động rồi nhà văn hóa lao động trước khi mang tên gọi hiện nay, trung bình mỗi năm Cung Văn hóa Lao động Thành phố thu hút hơn 1,2 triệu lượt người dân đến tham gia sinh hoạt. Trong đó có hàng trăm ngàn lượt thành viên các câu lạc bộ đội nhóm tham gia học tập, rèn luyện văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.
Cùng Văn hóa Lao động thành phố cũng đã tổ chức hàng trăm chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, phục vụ miễn phí vào các ngày cuối tuần, vào dịp lễ Tết để người lao động và người dân thành phố thưởng lãm. Bên cạnh đó, Cùng Văn hóa Lao động thành phố còn triển khai nhiều chương trình hoạt động chăm lo cho người lao động như chương trình hát cùng công nhân, chương trình vòng tay yêu thương, gây quỹ để chăm lo cho công nhân bị bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, đây còn là địa điểm tổ chức các loại hình sinh hoạt phù hợp với công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu lưu trú có đông công nhân, gắn kết hoạt động của các nhà văn hóa lao động tại các quận huyện. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất bổ sung phương thức thanh toán cho hệ thống thu phí tự động tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Do ý tưởng thiết kế đã cũ nên hệ thống thu phí tự động tuyến metro số 1 có hạn chế là chưa đa dạng hình thức nạp tiền, mua vé, do chỉ phục vụ qua máy bán vé tự động hoặc tại quầy ở ga, chưa hỗ trợ qua ATM, thẻ tín dụng, các loại ví điện tử. Ngoài ra hệ thống cũng chưa cho dùng thẻ ngân hàng để thanh toán hoặc dùng điện thoại thông minh thay vé khi đi tàu, chưa tích hợp vé thành ví điện tử để khách thuận tiện thanh toán. Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất trước khi đưa tuyến metro số 1 vào khai thác cần bổ sung những tính năng còn thiếu nói trên. Thời gian nâng cấp dự tính kéo dài 5 năm, dùng vốn ngân sách. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết từ ngày 14 tháng 11 sẽ phân luồng lại giao thông trước khu vực ga đi đến quốc nội. Theo đó, taxi Grab sẽ phải đón trả khách ở một làn riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, nếu vi phạm sẽ bị phạt nguội. Cụ thể, các xe taxi Grab sẽ không được đưa đón khách tại làn A, sát sảnh ga đi đến quốc nội tại sân bay Tân Sơn Nhất, mà phải hoạt động ở làn D bên trong nhà xe TCB, tức là những hành khách xuống sân bay nếu muốn đi taxi hay Grab phải ra làn xe D để đón xe. Trong thời gian không có khách quốc tế như hiện nay, thị trường nội địa đang được xác định là thị trường chủ lực của ngành du lịch. Thời gian qua, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhận những tín hiệu tích cực sau loạt chiến dịch kích cầu liên tục của toàn hệ sinh thái ngành. Đây là hình ảnh 1.300 vị khách đến từ Quảng Ninh trải nghiệm tour ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn sau khi ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tung ra loạt chiến dịch kích cầu bài bản sau làn sóng COVID-19 lần 2. Thì thành phố Hồ Chí Minh là một trong là đầu tàu trong phát triển du lịch và kết nối với tỉnh Quảng Ninh theo cái mô hình trao đổi khách cho nhau thông qua sân bay Vân Đồn và Tân Sơn Nhất. Và theo kế hoạch hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều cái chiến lược kích cầu rất lớn, cũng như thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái chiến lược kích cầu để mà hai đầu cầu đó đã thu hút được nhiều khách đến với giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất. Sự chủ động tung ra những chiến dịch liên kết vùng của ngành du lịch thành phố đã gặt hái những tín hiệu tích cực. Lượng khách đến với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ đạt trên 100.000 lượt khách. Đặc biệt, lượng khách nội địa từ các tỉnh thành khác gia tăng sấp xỉ từ 15 đến 17% đến hết cuối năm. Là các cái hoạt động liên kết thì không chờ đến khi cái hội nghị diễn ra, mà hiện nay các cái liên kết với các vùng Tây Bắc, Đông Bắc và các cái tỉnh miền Trung và thành phố Hà Nội thì các cái đoàn khách 2 triệu đang liên tiếp chúng tôi diễn ra và đón ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cái hoạt động của liên kết. Và chúng tôi cũng chủ động xây dựng cái trang web về kích cầu du lịch, có thể nói là cái trang web đầu tiên của cả nước, mà ở đó thì các doanh nghiệp được xem như đó là một cái sàn giao dịch giữa doanh nghiệp với là các cái du khách, và do đó thông qua đó thì du khách tìm hiểu rất là rõ về các cái chương trình kích cầu. Những hoạt động truyền cảm hứng về áo dài tại lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh mang tính tương tác cao với cộng đồng sẽ liên tục diễn ra tại các điểm đến du lịch nổi tiếng của thành phố và các hình thức trực tuyến đến hết tháng 11 năm 2020. Chuỗi sự kiện trong chiến dịch thành phố Hồ Chí Minh xin chào Hello Hồ Chí Minh City cũng đã lan tỏa đến nhiều du khách, làm nổi bật bộ nhận diện thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh an toàn, sống động, cởi mở, đầy hứng khởi trên mỗi hành trình góc phố, được kỳ vọng góp phần làm bùng nổ tại thị trường du lịch cuối năm với 35 triệu lượt khách đến với thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.